Trước khi đi vào chi tiết của video này thì việc sẽ quay một cặp dây lo hàng giả hàng nhái à, cái này dây này cặp dây này là của bác khách thì à, trước khi nó đến tay Việt thì bác này cũng đã đi nhiều chỗ hỏi rồi bác này mua à, mua của một shop cũng khá là lớn với cái giá là 6 triệu 500 nghìn đồng cho cái cặp dây này thì bác cũng đi hỏi với nhiều anh em chơi khác và người ta nói dây giả thì uh, bác cũng chưa tin lắm. Đó. Và cuối cùng thì bác đem lại chỗ việc và bác so sánh cái uh, việc lúc trước cũng có một cặp dây như thế của Wonder Huy. Và bác so sánh xong thì uh, bác uh, mua luôn cái cặp dây của Việt. Đó. Tại vì uh, đúng ra là Việt cũng không bán cái cặp dây tại vì cặp dây của việc để chơi nhưng mà bà thấy bác uh, tới chỗ và bán năng nỉ quá thôi việc bán luôn và bác tặng lại cho việc cái cặp dây này đó, đó coi như là bác uh, tặng lại cho việc mà bác có nói là chừng nào mà việc rảnh thì uh, việc quay video lên để uh, cho anh em khác đừng có bị uh, lừa như bác nữa tại vì đây là cái cặp dây hàng giả hàng nhái chứ không phải là hàng uh, chính hãng của Wonder Huy thì đây để việc uh, quay cho quý vị và các bạn xem nha còn uh, cái uh, shop nào bán cho bác ấy thì uh, uh, việc xin phép việc uh, không có chia sẻ ở đây tại vì uh, uh, cái gì cũng vậy uh, nước sông thì không phạm nước giếng thì việc cũng không muốn mà gặp gắt gối đến chuyện này chuyện kia vân vân thì nó rất là mệt mỏi uh, quý vị và các bạn quý vị thông cảm Giờ ở uh, một vài video trước uh, việc uh, cũng có làm uh, về lo việc nói là giữa lo giả và lo thật á, mấy cái dòng bot hay là cbl rồi này nọ đó có mấy bạn đội hình ảnh để so sánh thì tại vì bên việt á, thì việc không có bán cái dòng lo giả cho nên việc không có hình ảnh thật của nó cái đó là cái thứ nhất vì chỉ có hình ảnh là xịn thôi còn cái thứ hai á là việc cũng không có đủ vốn để mua những cái cặp lo giả về rồi so sánh với cái cặp lo thật cho quý vị quý vị thông cảm nếu mà việc mua mấy cặp lo giả về chỉ để làm một cái video cho quý vị và các bạn thì uh, sự thật là bị uh, tốn tiền đó rồi uh, cái kinh tế của việc nó cũng không có được khá giả như người ta nữa quý vị và các bạn còn nhiều bạn nói là lấy hình ảnh ở trên mạng về thì sự thật là lấy hình ảnh được nhưng mà lấy đăng chơi ở trên Facebook hay gì đó được nhưng mà trên YouTube mình đăng cái hình ảnh ở trên mạng á thì cái hình đó, người ta chụp vào ngày nào giờ nào thì nó có hết nha quý vị YouTube nó gà được hết là hình ảnh nó có, có, bản quyền thì người ta sẽ thưa cái bản quyền mình là YouTube nó bắt gỡ xuống đó quý vị và các bạn không có là được lấy hình ảnh của người khác đó chứ không phải đơn giản đâu hình ảnh của mình không phải mình chụp là không có lấy được quý vị nên quý vị thông cảm cho việc nha rồi, thì đây là theo cái uh, lời yêu cầu của bác khách Là quay cái video này thì không phải để bốc hốt cái shop á, Nhưng mà quay để cho những anh em khác mới chơi dây á Thì uh, có thể là có chút nào đó về kinh nghiệm chọn lựa dây Để đừng có chọn uh, lựa mà uh, ngay cái dây giả như bác ấy Đây, dây bán 6 triệu 500 nghìn đồng Để việc sẽ uh, quay cận cảnh cho quý vị xem Đầu tiên là cái đầu gắt Ừ. Thì uh, theo cái shop bán á, thì theo lời bác ấy diễn giả lại nha Thì mình cũng không có trực tiếp nữa mình không biết Thì uh, theo shop bán á Thì uh, theo bác ấy nói á, là cái shop bán người ta nói đây là dây xịn chính hãng Cho nên bác uh, mua Đấy Dây chính hãng thì không có cái chuyện mà làm như thế này rồi quý vị Đây nè quý vị thấy cắt cái ống này không? đấy không có ngay ngắn không có logic gì cả, đấy, đó. thấy nhìn thấy là thấy thấy là thấy không không phải rồi đó đây nè, đây quý vị, đó, nội cái ống uh, ren cái ống gen này thôi là thấy là không phải rồi, đó. Đó. Đó, rồi ở đây quý vị, đây là không phải dây của quanh là hui dây này dây này là gì tàu lao đây để việc quay cho quý vị và các bạn xem đây nó cũng có chữ quanh đầu hui nè quý vị quanh đồ mc gì đó 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 thì nó chỉ có chữ vậy thôi không còn chữ gì khác nữa đâu đó. và cái dây này nó nó cứng nó hơi cứng quý vị chứ nó không có mềm thì theo việc được biết cái dòng dây mà quanh Huy mà xịn mà bán giá tầm 6 7 triệu 7 8 triệu rồi đó là quý vị và bạn cầm nó rất là mềm và khi mình mình nắm nắm lại như thế này nè là nó cảm giác như nó có bôi một cái chất keo gì đó ở ngoài cái cái này là nó hơi dính dính tay mình nhưng mà đối với cái dòng dây này thì nhìn vô là biết dây uh, không phải dây của hãng Đấy, dây này thì giá nó theo việc biết thì nó chắc hơn trên một triệu cái cặp dây này đó thì uh, khi mà đi rồi này nọ đó thì nó trên một triệu tại vì dây này là người ta mua nguyên cuồng nè người ta mua nguyên một cái cuồng bự luôn đối với vị và bàn đó rồi uh, người ta về người ta đi y đầu gắt đó rồi đối với những anh em nào mà mới chơi thì không biết thì người ta nói là dây của hãng sản xuất luôn đó người ta bán với cái giá là trên mây à. cái này đúng ra là bán khoảng chịu mấy hai triệu gì đó là nó hợp lý à. Thì nó cũng không có gì đâu ở bờ chỉ có một bề mặt nó có chữ như vậy thôi còn đây thì cũng không có gì mà việc nó thật với cái uh, dòng dây lo đó thì các bạn ngồi trực tiếp các bạn nhận còn chưa ra nữa nó chi là việc quay video như thế này nhưng mà thôi thì việc quay video như thế này thì quý vị nào uh, có uh, lụm lặt được đâu đó một tí uh, kinh nghiệm cho mình thì uh, cũng tốt chứ còn mà dây lo mà nếu mà quay video hay là chụp hình này nọ đó thì nói chung là mình khó nhận biết giữa dây giả và dây thật lắm quý vị các bàn đấy cho nên đối với việc á việc xài là việc xài dây bãi không à đó hàng bãi hàng công mỹ là về là chắc cú tại vì công mỹ về thì đồ mỹ mà cho dù uh, có đồ uh, của china sản xuất thì cũng là sức đi mỹ cho nên mình xài nó yên tâm hơn à, lúc nào cũng vậy rồi thì uh, việc uh, sẽ đi vào video để phân tích chia sẻ đến quý vị và các bạn uh, nhiều bạn quan tâm là xài dây uh, bạc hay là dây đồng. Chào quý vị và các bạn. Rất nhiều bạn muốn sở hữu cho mình một cặp dây lo hay là một cặp dây tín hiệu cho dàn âm thanh nhà mình. Tuy nhiên, mấy bạn còn băn khoăn không biết sử dụng loại nào, loại dây bạc hay là dây đồng. Thì ở video lần này, việc xin chia sẻ những cái ưu điểm của những dòng dây bạc hay là dây đồng nó có những cái ưu điểm gì và mấy bạn quan tâm đến cái vấn đề là mua dây ở đâu nó chất lượng tại vì ở trên thị trường bây giờ dây giả hàng giả hàng nhái nó đầy luôn quý vị và các bạn quý vị và các bạn không cẩn thận thì chắc chắn sẽ mua ngay hàng giả và hàng nhái thôi và hàng giả hàng nhái làm giống y như hàng xịn quý vị và các bạn chỉ có những anh em trong nghề hoặc là uh, những anh em gọi là cao nhân hai uh, em đã chơi lâu năm thì người ta nhận ra chứ còn quý vị và các bạn mới chơi thì không cách nào nhận ra đó là dây giả dây nhái ví dụ như những dòng dây của hãng Wonderhuy hay là đốt hay là kimber vân vân dây giả rất là nhiều cho nên quý vị và các bạn hãy cẩn thận chuyện mà mua lầm dây lo hàng giả hàng nhái với cái giá tiền hàng thật thì nó không còn xa lạ nữa quý vị và các bạn hiện thời bây giờ là rất nhiều người mua nhầm nhưng mình mua tiền nào của nấy thì cái vấn đề đó không nói gì nhưng ở đây là những cái dây giả dây nhái thì được giao bán với cái giá dây xịn cho nên quý vị lưu ý nếu như mình không có một cái chỗ nào tin tưởng không có một cái chỗ nào uy tín thì quý vị và các bạn nên mua những cái dòng dây thường để mình xài thôi đừng có mua những cái dòng dây mất tiền quá còn nếu quý vị và các bạn mua những cái dòng dây mất tiền thì quý vị phải lựa chọn được một chỗ nào đó thật là uy tín để mình mua tại vì cái dây lo này nó tuy quan trọng ở trong dàn âm thanh nhưng quý vị và các bạn nếu như đôi tay mình chưa gọi là đôi tay vàng thì chơi dây lo cũng chưa phát hiện ra được gì quý vị và các bạn đấy cho nên quý vị và các bạn hết sức cẩn thận không phải mình mua dây mắc tiền là không gặp dây giả dây nhái đâu quý vị và các bạn quý vị và các bạn mua dây mắc tiền tuy nhiên còn phải lựa cái chỗ uy tín nữa quý vị và các bạn cái cửa hàng uy tín cái cửa hàng nào được ủy quyền của những cái hãng dây như là nó đốt hay là kimber vân vân thì quý vị hoặc bạn mua cho nó chắc nếu quý vị hoặc bạn đã tìm được một cửa hàng uy tín rồi thì quý vị hoặc bạn cũng có thể lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng để mình mua ví dụ như là nó đốt hay là wonderhui hay là kimber hay là một số dòng dây của thị sĩ cũng như là một số dòng dây của đức dây lo hay là dây tín hiệu thì quý vị hoặc bạn có thể lựa chọn những cái dòng dây đó thường những bạn mới chơi hay đắn đo suy nghĩ không biết lựa chọn dòng dây đồng hay là dây bạc hay là dây mạ bạc thì thường là nó có ba cái loại này quý vị hoặc bạn đồng bạc và mạ bạc và trong ba cái loại dây này thì mỗi loại dây nó có một cái ưu điểm khác nhau quý vị và các bạn thường anh em chơi audio hai chuyện tay nhau những loại dây lo được thiết kế dây đồng thì dòng dây này nó có lợi về tiếng bát quý vị và các bạn thì à, quý vị và các bạn lưu ý ở cái phần nó lợi tiếng bát thì quý vị nào thấy à, dàn âm thanh nhà mình à, cái à, phần mà chung và chép đó, nó bị chối thì chúng ta có thể là À, sử dụng cái loại dây lo, dây dẫn tín hiệu từ đầu đĩa này nọ xuống vân vân, thì bằng dây đồng để cho cái tiếng bát của nó tốt hơn, cái phần trầm nó tốt hơn và nó sẽ bớt chối tay hơn ở cái giải chép và cái giải chung quý vị và các bạn. Đối với dòng dây bạc thì thường dòng dây này lợi về tiếng chép và tiếng trung âm thì uh, nếu như dàn âm thanh nhà quý vị và các bạn quý vị và các bạn cảm thấy là tiếng trung âm và tiếng chép nó chưa có đủ độ sáng nó chưa có đẹp thì quý vị và các bạn cũng có thể lựa chọn những cái dòng dây lo được làm chất liệu từ bạc để quý vị và các bạn cải thiện cái chất âm cho cái dàn máy nhà mình còn đối với những bạn mà cảm giác cái dàn âm thanh nhà mình à, nó không cần phải à, sử dụng dây bạc mà cũng không cần phải sử dụng dây đồng thì quý vị và các bạn mua cái loại dây đồng mạ bạc đấy thì cái loại dây này thì nó kết hợp giữa đồng và bạc ấy thì à, nó rất là hài hòa để quý vị và các bạn chơi thì đó là những cái uh, ưu điểm của ba cái uh, chất liệu để làm ga dây lo để quý vị và các bạn lựa chọn và tuy nhiên cái dây lo này thì sự thật là anh em nào đã đạt đến cái trình độ là đôi tay vàng rồi mới cảm nhận được còn quý vị nào mới chơi thì rất khó cảm nhận được khi thay đổi dây lo hay là dây tín hiệu việc xin chúc quý vị và các bạn thành công xin chào quý vị và các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn